mít ruột đỏ sữa đỏ của Malaysia. Xin chào mọi người, thì hôm nay mình làm cái video để quay lại cái clip trồng cái cây mít sữa đỏ ruột đỏ cho mọi người xem nha mọi người. Đây là cái cây mít giống của mình mới mua nha mọi người. Thì cây mít thì đã đạt được cái tiêu chuẩn để mình trồng vào cái hố trồng. Thì trước khi trồng thì mình có chuẩn bị sẵn cái hố trồng rồi. Thì như thế này thì mình vung xới đất để tạo cái độ tơi xốp cho cái cây mít nó dễ dàng nó phát triển. Thì mình có ủng lên, mình có dung đất lên thì có tác dụng đó là làm tơi xốp. Thứ hai là cây mít của mình nó không có chịu được nước nha mọi người. Thì khi mà trời mưa thì mình dung như thế này thì cây mít nó có đủ độ ẩm và nó không có bị ngập nước thì cây mít nó mới phát triển được nha mọi người. Thì cái thời gian mà chúng ta trồng cây mít này thì hôm nay thì là khoảng qua tháng 8 âm lịch, thì trời nó cũng khoảng cuối tháng 8 rồi, gần cuối tháng 8 âm lịch rồi, thì nó cũng trời nó cũng chuyển mùa. Thì mình mới mua cây mít này về mình sẽ trồng vào xen với đám dừa của mình nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái video để trồng cái cây mít sữa đỏ ruột đỏ của Malaysia để cho mọi người có thể tham khảo nha mọi người. Mọi người lưu ý là khi mà mình trồng á, thì mình sẽ tháo cái bịch này ra như thế này. Mọi người lưu ý thì khi mà mình tháo ra thì mình đừng có để cái đất trong này bị rơi ra nha mọi người. Mình giật ra và như thế này nha mọi người. Rồi mình sẽ đặt cái cây vào vị trí. Mình sẽ định vị cái cây sao cho nó thẳng nhất nha mọi người, vào ở giữa hố trồng. Mọi người cũng lưu ý là khi mà mình đặt cái cây mít của mình xuống thì cái khoảng cách từ cái đáy của cái cây mít lên tới cái mặt như này thì không được sâu quá. Cái mặt trên của cái gốc mít thì nó không được sâu quá, nó khoảng lấp khoảng từ khoảng 3 đến 5 cm thôi. Để khi mà nước nó sẽ nước mưa hoặc là khi mình tưới xuống thì nó sẽ ngang cái mặt bầu nha mọi người. Khi mình trồng thì mình cũng liền chặt để khi mà gió nó không có bị lây gốc nha mọi người. Cái ủ này của mình á thì mình không chưa vào phân, mình không có vào phân để cái phân chuồng thì mình để xử lý để mình bỏ xung quanh này khi cây nó đã bén rễ rồi.
Rồi mình sẽ chuẩn bị hai cái cây như thế này nha mọi người. Mình sẽ ép cái cây này sát với cái gốc ghép. Và một cây này thì chúng ta sẽ ép vào ngay chỗ cái mắt ghép để cố định cái gốc ghép và cái mắt ghép lại nha mọi người. Lưu ý là khi cắm cây xuống thì chúng ta cắm chắc và không được đụng vào cái thầm bầu nha mọi người. Ta sẽ buộc lại. Mọi người lưu ý là khi mà mình trồng cây mít như thế này thì mình trồng vào buổi chiều mát. Hôm nay thì trời nó cũng có mưa. Trời mưa nên nó cũng hơi tối nữa. Nên mọi người xem cái video mà nó không được rõ thì mọi người cứ comment với mình thì mình có thể giải thích gì thêm cho mọi người, thì mọi người cứ comment cho mọi người. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ để cho mình nha mọi người, để mình có thể chia sẻ được những cái clip liên quan đến cái cây trồng, những cái vật nuôi của mình trong cái hệ farm của mình nha mọi người. Đây mình sẽ cố định cái gốc ghép lại. Cái gốc ghép là cái cây phục sinh nha mọi người. Cố định lại. Và chúng ta cố định cái mắt ghép lại luôn, khi mà gió nó không có lây được cái mắt ghép của mình nha mọi người. Rồi mình sẽ neo lên phía trên này cho cái dây nó không của mình nó cố định. Rồi như thế này thì mình đã cơ bản hoàn thiện. Bà con nào mà trồng với số lượng ít thì mình không có cái hệ thống tưới của mình nó không có, thì mình có thể là tưới tay, hoặc là khi mà trời nó thay chuyển mùa như thế này thì mình sẽ đỡ công tưới. Còn khi mà vườn mình nó có sẵn các hệ thống tưới thì mình lắp cái hệ thống tưới nào. Mình ở đây thì mình tận dụng sẵn cái hệ thống tưới trước mình trồng dừa như thế này. Đây. Đây nha mọi người. Mình đã làm trồng xong cái cây như thế này. Được trồng trên cái ụ nổi như thế này. Khi mình lấy thì mình sẽ giữ độ ẩm như gốc ghép, mắt ghép cố định lại. Khi lưu ý, mọi người lưu ý thì khi mà mình cố định cái gốc ghép cái cây thực sinh đó thì mình cột phía trên nha mọi người. Khi mà cái cây phía dưới thì khi mà cái cây nó lớn thì cái cây khúc trên nó sẽ mục và nó sẽ rớt nha mọi người. Còn cái cây phía dưới là cái cây chủ yếu là nuôi cái mầm của cái cây mít của mình. Đây là cái hai cây để định vị và cố định để chống cho khi mà trời gió nó lách
nha mọi người. Vườn của mình thì mình cũng trồng được mấy cây rồi, thì mình có những cây đã hoàn chỉnh thì mình sẽ quay cái cho mọi người xem cái cây mà đã hoàn chỉnh, mình trồng được hoàn chỉnh nha mọi người. Ở trong này thì mình chỉ trồng xen cây mít vào trong cái vườn dừa của mình để cho nó đa dạng cái cây ăn trái thôi, và mình cũng đang thực nghiệm để mình ra được cái khi mình trồng thử coi thử cây mít mình nó có phù hợp với cái thổ nhưỡng của mình không, để mình ra trồng với một diện tích lớn hơn nha mọi người. Đây, mình trồng ở trong đất mình có hai loại, một cái loại là cây mít ruột đỏ, sơ đỏ của Malaysia. Còn cái cây mít của mày mình đang trồng, mình quay cho mọi người xem, đây là cây mít trái dài cũng của Malaysia. Đây, thì mình trồng cũng tương tự như cái cây mít sơ đỏ ruột đỏ. Thì cây mít trái dài đây thì mình thêm cái công đoạn là phủ gốc để giữ độ ẩm và che chắn cái nắng hướng Tây. Nắng buổi sáng thì rất tốt, thì nên mọi người cũng không cần che vào bên bên buổi sáng nha mọi người. Mình sẽ chỉ che nắng vào hướng Tây như thế này đó, nước hướng mặt trời. Rồi, thì cũng cảm ơn mọi người cũng đã xem cái video của mình, thì mình cũng sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người nhớ like, subscribe cái kênh của mình để theo dõi những cái video sớm nhất và những cái chia sẻ có thể là mọi người có thể áp dụng hoặc là trao đổi để có những cái gì mà đúc kết, mọi người đã đúc kết thì có thể hướng dẫn mình thêm, hoặc là có những cái để mình chia sẻ góp ý cùng nhau để phát triển nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi mình xin phép mình dừng video tại đây. Rồi chào tạm biệt mọi người nha mọi người. Nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.